Xin chào các bạn Trong video trước về vua cờ lập dị Bobby Fischer Các bạn đã biết là ông lên ngôi vua cờ vào năm 1972 Đem vinh quang về cho nước Mỹ Nhưng sau đó thì ông thường xuyên có những phát ngôn gây sốc bài xích nước Mỹ Nên bị cấm thi đấu Năm 1992 Kỷ niệm 20 năm lên ngôi vua cờ Thì Bobby Fischer quyết định đến Nam Tư để tái đấu với Boris Sparky Giải đấu này có giá trị tiền thưởng cách xù lên đến 5 triệu đô mức tiền thưởng lớn nhất từ trước đến giờ. Người thắng thì sẽ được 3,35 triệu đô, còn người thua thì cũng được 1,65 triệu đô. Ai thắng 10 ván trước sẽ giành thắng lợi chung cuộc. Và sau 30 ván với tỷ số là thắng 10 thua 5 hòa 10 năm thì Fischer lại khiến Sparky ôm hận một lần nữa. Ông thu về khoản tiền khổng lồ 3,35 triệu đô, tương đương khoảng 80 tỷ đồng Việt Nam. Tuy nhiên năm 1992 thì Nam Tư vẫn đang bị Mỹ và Liên Hợp Quốc cấm vận Nên ở Mỹ người ta phát lệnh truy nã Fischer can tội vi phạm lệnh cấm đến Nam Tư Và không chịu đóng thuế thu nhập sau giải đấu Từ đó thì Fischer lang bạt khắp nơi Từ Hungary đến Đức, rồi Philippines, rồi Nhật và Iceland Cũng kể từ đó thì người đời không còn ghi nhận một trận đấu nào của Bobby Fischer nữa Thế nhưng cờ vua nó đã ăn vào máu rồi thì không thể không chơi được nó thực sự là ngứa ngáy phải không các bạn Fisher vẫn thường xuyên chơi online một ngày nọ Nigel Short cũng lên mạng để chơi cờ chớp online ông được bắt cặp với một người đàn ông bí ẩn sau 8 ván Nigel Short thua cả 8 điều này thì khiến ông thực sự là bị sốc vì dù gì ông cũng là siêu đại cao thủ từng hạ cả cựu vua cờ Anatoly Karpov và cũng thí quân điên cuồng đến nỗi Kasparov cũng phải dùng đòn cầu hòa Thế mà lại bị thua người đàn ông bí ẩn này Thật không thể tin được Thế là ông bắt đầu hỏi dò để xem lai lịch của người đàn ông này là ai Từ những đầu mối mà người đàn ông này trả lời Nigel Short khẳng định 99% người đàn ông này chính là Bobby Fischer Và hôm nay mời các bạn đến với một trong những ván cờ giữa Bobby Fischer và Nigel Short tại trận đấu online ngày hôm đó. Ở trận đấu này thì Fischer được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn bằng khai cuộc bớt với nước tốt F4. Nigel Short đáp trả bằng nước tốt D5. Đây là nước đi thường thấy của đen khi chống lại nước tốt F4 của trắng. Và nếu như thông thường thì nước tiếp theo của trắng sẽ là mã F3 tốt G3 tượng G2 để nhập thành. Tuy nhiên ở đây trắng lại đi vua F2 Nước đi phải nói là cực yếu, rất coi thường đối thủ. Đối diện với nước đi mất dạy này của trắng thì đen vẫn không dám khinh suất mà đi mã C6. Trắng tiếp tục đi vua F3, một nước đi lại càng vớ vẩn hơn. Máy tính thì đánh giá đây là nước đi blunder. Nhưng với nước đi này thì trắng đã loại bỏ hết được tất cả các lý thuyết về khai cuộc, buộc đen phải lên phương án chơi chứ không phải là theo các lối mòn nữa. Đây chính xác là phong cách của Fischer Không muốn dựa dẫm vào các khai cuộc Cũng chính lý do này mà ông đã sáng tạo ra biến thể Chess 960 nổi tiếng Đến lượt đen, đen đi tốt E5 tấn công tốt trắng Nếu tốt trắng ăn tốt đen thì mã đen ăn lại tốt trắng và chiếu Bùa trắng bị tơ hơ giữa bàn cờ Trắng dù có là kỳ vương hay là kỳ thánh thì cũng không thể tránh khỏi đại bại Nên trắng không ăn tốt đen mà đi tốt C3 Đen cũng không vội ăn tốt trắng mà phát triển mã F6. Trắng đi tốt D3, mở đường cho tượng bảo vệ tốt F4. Đen nên ăn luôn tốt trắng. Nhưng mà đen lại đi tượng E7 để chuẩn bị nhập thành. Trắng đẩy tốt G3 liên kết với tốt F4, mở đường cho vua về G2 cho nó an toàn. Đen theo kế hoạch nhập thành. Trắng đi vua G2, đen đẩy tốt E4 tấn công tốt D3. Nếu tốt trắng ăn tốt đen thì mã đen sẽ ăn lại và chiếm một vị trí cực mạnh ở trung tâm. Nên trắng đẩy tốt D4. Đen đi tốt H5, dừng cao tốt tiến công. Trắng đi tốt E3, chặn tốt đen tiến xuống. Đen đi tốt G6, bảo vệ tốt H5. Trắng đẩy tốt H3, ngăn mã hoặc là tượng đen G4. Đen đi vua G7, giải phóng cho giải phóng ô cho xe sang G8. Trắng đẩy tốt C4 tấn công tốt đen. Đen theo kế hoạch bình xe G8. Trắng đẩy tiếp tốt C5 phong tỏa tượng đen. Đen bình xe H8, lại chuyển hướng tấn công sang cột H. Trắng phát triển mã C3. Đen đi tượng E6. Trắng đẩy tốt A3 ngăn mã đen B4. Đen đi hậu D7 mở đường cho xe A8 sang G8 trắng lý tượng B5, ghim mã, đen bình xe G8. Trắng đẩy tốt B4, liên kết vững chắc các tốt với nhau. Đen đi vua F8. Có thể thấy là kế hoạch của đen là dồn hai quân xe trên cột H và G để tấn công về phía vua trắng. Trắng lùi tượng về A4, đen đẩy tốt G5, bắt đầu phát động tấn công. Tốt trắng ăn tốt đen, xe đen ăn lại tốt trắng và gây sức ép lên tốt G3. Trắng đẩy tốt B5 tấn công mã đen Đen nên chạy mã lên A5 Sau đó nhảy vào C4 thì sẽ đẹp hơn Nhưng ở ván cờ thực tế Đen chạy mã về D8 Trắng đi mã E2 Bảo vệ tốt G3 Đen bình xe G8 Trồng hai xe tạo thành súng cao su trên cột G Trắng đẩy tốt B6 Mở đường cho tượng tấn công hậu đen Đen đẩy tốt C6 chặn lại Tốt trắng ăn tốt đen và chỉ một nước nữa là sẽ phong cấp Đen liền đi hậu C8 ngăn tốt trắng phong cấp Trắng lùi tượng B3 Đen đi hậu A8 Trắng bình xe B1 Hậu đen ăn tốt trắng Trắng bình xe F1 Đen lùi hậu về A8 Nước sau thì sẽ sang C8 để kết hợp với tượng tấn công tốt H3 Đoán được ý đồ này của đen Trắng đi hậu E1 Bảo vệ tốt G3 Đen theo kế hoạch đi hậu C8 điều này thì đã nằm trong dữ liệu nên trắng nhảy mã f4 bảo vệ tốt h3 và tấn công tượng đen xe đen ăn tốt trắng hậu trắng ăn lại xe đen xe đen ăn tiếp hậu trắng vua trắng ăn lại xe đen như vậy đen đã đổi hai xe lấy một hậu một tốt của trắng tiếp theo đen đi tượng f5 giải phóng ô cho mã lên e6 trắng đi tượng d1 kết hợp với mã tấn công tốt h5 đen nhảy mã E6 tấn công mã trắng Mã trắng ăn tốt đen Mã đen ăn lại mã trắng Tượng trắng ăn mã đen Đen nhảy mã G7 tấn công tượng trắng Và mở đường cho hậu và tượng tấn công tôn H3 Trắng đi tượng G4 cản lại Tượng đen ăn tượng trắng Tốt trắng ăn lại tượng đen Đen đi hậu C7 chiếu Trắng lui vua về G2 Đen đi mã E6 Sau đó sẽ G5 rồi F3 Để trở thành mã bạch tuộc trắng đi tượng D2 đen nhảy mã G5 trắng đi tượng E1 đen nhảy mã e 3 trắng bình xe H1 kiểm soát cột mở H đen đi hậu D7 tấn công tốt trắng trắng đi vua G3 bảo vệ tốt đen đi tượng D8 nước sau sẽ đi C7 chiếu đoán được ý đồ này thì trắng lùi mã về E2 đen theo kế hoạch đi tượng C7 chiếu trắng nhảy mã lên F4 cản chiếu đen đi hậu E7 bảo kê cho tốt E4 sau đó sẽ tìm cách công phá trung tâm để tốt đen E4 trở thành tốt thông trắng đi tượng C3 bảo vệ tốt D4 đen thí tượng ăn mã trắng tốt trắng ăn lại tượng đen đen đi vua G7 chặn xe trắng tiến xuống trắng đẩy tốt A4 đen đi hậu C7 ghim tốt trắng trắng đi xe B6 Ở đây thì đen nên nhảy mã về G5 Nếu trắng bình tiếp xe B1 để trồng quân Thì đen sẽ đẩy tốt xuống E3 Xe trắng ăn tốt đen thì mã đen E4 chiếu bắt tượng Và chiếm lĩnh được hảo địa thế Vua trắng chạy F3 Hậu đen lùi về C8 Tượng trắng chạy về E1 Hậu đen lên E6 Gián tiếp bảo vệ tốt thông E3 sau đó mã đen có thể nhảy vào d2 chiếu bắt xe và tạo tiền đề cho tốt tiếp tục tiến xuống một bước nữa. Lợi thế sẽ nghiêng về bên đen. Nhưng ở ván cờ thực tế, đen lại đi tốt f6. Đây là nước đi blunder. Trong những ván cờ chớp thì cũng khó tránh khỏi những nước sai lầm như thế này. Và chớp lấy cơ hội thì trắng liền bình xe b1. Trồng hai xe tạo thành súng cao su tấn công tốt b7. Đen đánh chạy vua lên g6. Xe trắng ăn tốt đen, tấn công hậu đen. Đen chạy hậu d8. Tốt trắng f5 chiếu, vua đen chạy g5, xe trắng g7 chiếu, vua đen chạy h6. Xe trắng g6 chiếu, vua đen chạy h7, xe trắng h1 chiếu và đen chịu thua. Nếu tiếp tục thì mã h4 cản chiếu, xe trắng ăn mã đen, chiếu hết. Thời điểm mà Nigel Short chơi ván cờ này là tháng 10 năm 2000. Giai đoạn mà Kasparov đang ở đỉnh cao của phong độ. Nhưng mà Short vẫn nói rằng đối thủ này đánh cờ chớp còn đẳng cấp hơn cả Kasparov. Nếu đây thực sự là Fischer thì đúng là khủng khiếp thật. Bởi vì Fischer khi đó đã 56 tuổi rồi. Độ tuổi không còn phù hợp cho những ván cờ đòi hỏi sự nhanh tay nhanh mắt. Trong khi đó thì Kasparov mới có 37 tuổi. Nếu đây thực sự 99% là feature như là Nijot khẳng định Thì chắc chắn 99% là trong những năm tháng không xuất hiện trên kỳ đàn Thì ông đã bế quan để luyện tùng dôn thần trưởng Nên sức cờ mới kinh dị như vậy Và chắc chắn chiêu thức thí vua lấy tốt thì đã đạt đến cảnh giới đại thành viên mãn các bạn có thể thấy là mấy cái nước đi đầu tiên vua lên F2 rồi F3 thì khác gì là thí vua lấy tốt rồi, đúng không? Còn về feature sau này khi được phóng viên đặt câu hỏi Có đúng là ông đã đấu với Nigel Short không? Thì Fisher không phủ nhận Cũng không thừa nhận Ông chỉ nói Short nói thế nào là chuyện của ông ta Tôi không quan tâm Tôi thì tin đây đích thị là Bobby Fisher Đã luyện được Tùng John thần trưởng Còn các bạn có tin hay không? tin Hãy chia sẻ ý kiến bằng cách comment bên dưới nhé Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại